vấn đề bảo vệ môi trường đang được chú trọng và một trong những giải pháp thiết thực chính là xe điện. Vậy cụ thể xe điện là gì, nguyên lý hoạt động ra sao và có những lợi ích gì? 1. Xe điện là gì? Xe điện tiếng Anh là Electric Vehicle EV, là bất kỳ loại xe nào chạy bằng động cơ điện hay động cơ kéo thay vì động cơ đốt trong ai. Khác với các dòng xe thông thường, hoạt động dựa trên nguyên lý đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và tạo ra khí thải, xe điện không gây ra bất cứ vấn đề về ô nhiễm môi trường nào. Tại Việt Nam, chỉ cần cầm điện thoại lướt một vòng, chúng ta có thể thấy các loại xe điện như xe đạp điện, xe máy điện được bày bán rất phổ biến. Và hiện nay, các nhà nghiên cứu và sản xuất trên thế giới đang có xu hướng tập trung vào phát triển ô tô điện. Trên thực tế, xe điện đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, việc xuống cấp của môi trường sống do lượng khí thải carbon tăng cao từ các phương tiện giao thông đã xúc tiến việc đưa xe điện vào sử dụng rộng rãi và phổ biến hơn. 2. Cách thức hoạt động của xe điện là gì? Cách thức vận hành của một chiếc xe điện thật ra phụ thuộc vào loại pin mà xe sử dụng. Tuy nhiên, theo tổng quan, xe điện hoạt động theo nguyên lý lấy năng lượng từ các viên pin với số lượng nhiều, sau đó cung cấp năng lượng đó cho động cơ để xe hoạt động. Hầu hết các xe điện đều cần phải sạc lại các viên pin năng lượng để có thể tiếp tục duy trì chạy những lần sau. 3. Phân loại xe điện trên thị trường hiện nay, chúng ta có thể phân chia xe điện thành 4 loại sau. Xe điện chạy pin BEV. BEV là loại xe điện chạy hoàn toàn bằng pin. Loại xe này chỉ có một nguồn năng lượng duy nhất là pin, không có động cơ xăng. Các viên pin này có dung lượng cao, lưu trữ năng lượng đủ để có thể chạy và được sạc lại thông qua nguồn điện bên ngoài. Ưu điểm nguyên lý hoạt động đơn giản, không gây ra bất kỳ loại khí thải độc hại nào cho môi trường. Nhược điểm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện của pin nên cần đảm bảo sạc đủ pin trong quá trình sử dụng. Xe điện hybrid plug-in PHEV. PHEV là loại xe điện kết hợp dùng năng lượng điện từ pin và từ động cơ xăng hoặc diesel. Xe điện PHEV có thể nhận năng lượng pin ngay chính từ động cơ trên xe, song song với sạc từ nguồn ngoài. So với BEV, viên pin của xe điện PHEV có dung lượng nhỏ hơn, nên nếu cần di chuyển xa bằng PHEV thì gần như là bạn phải vừa dùng pin vừa dùng xăng hoặc dầu. Ưu điểm nguồn năng lượng cung cấp cho động cơ linh hoạt, đảm bảo xe luôn có đủ năng lượng để chạy. Nhược điểm, khi di chuyển xa bắt buộc phải dùng đến nhiên liệu xăng, kèm theo nhiên liệu xăng làm phát sinh ra khí thải carbon. Xe điện lai không phích cắm. SEV, xe điện SEV gần như giống với xe điện PHEV, vừa dùng nhiên liệu điện vừa dùng nhiên liệu xăng. Tuy nhiên, nhiên liệu điện của loại xe này không thể được cắm sạc từ nguồn ngoài, mà được tạo ra từ phanh tái tạo, tức chuyển nhiệt năng từ phanh xe thành điện năng. Ưu điểm không phụ thuộc nguồn điện sạc từ bên ngoài mà tự tái tạo từ nhiệt năng của phanh xe, nguồn năng lượng cung cấp cho động cơ linh hoạt, đảm bảo xe luôn có đủ năng lượng để chạy. Nhược điểm, nhiên liệu xăng tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường. Xe điện sử dụng pin nhiên liệu FCEV. Cuối cùng là xe điện FCEV, xe điện được chạy bằng viên pin nhiên liệu. Pin nhiên liệu là loại pin được tạo ra từ khí oxy và hydro nén. Các khí này có sẵn trong môi trường tự nhiên, nên khi sử dụng chúng sẽ không tạo ra bất cứ vấn đề nào về khí thải. Ưu điểm, xe không thải ra bất cứ khí thải gây hại môi trường nào. Nhược điểm, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong việc sản xuất viên pin nhiên liệu. 4. Lợi ích tuyệt vời của xe điện, chi phí thấp hơn. Sử dụng điện cho xe thay vì xăng đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiết kiệm được khá chi phí dành cho chiếc xe của mình. Mặt khác, nếu chính phủ xây dựng các trạm sạc miễn phí, hoặc bạn sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cho các viên pin thì số tiền phải bỏ ra cho nhiên liệu lại càng giảm sâu hơn nữa. Dễ dàng bảo trì xe, khi dùng điện để vận hành xe thì các phần cứng trong xe sẽ vận động ít hơn. Bên cạnh đó, khi sản xuất, các hãng cũng sẽ đảm bảo độ bền cho các viên pin của pin trong khoảng vài năm. Vậy nên nếu so với xe chạy bằng xăng thì xe điện tốn ít chi phí cũng như số lần phải bảo dưỡng xe hơn. Dễ dàng đăng ký sử dụng. Trước tình hình xe điện, đặc biệt là ô tô điện vẫn đang còn chưa được sử dụng phổ biến, thì một số chính phủ và quốc gia đã đưa ra các gói hỗ trợ tối ưu nhất trong quá trình mua, sử dụng xe cho người dân. Điều này là hoàn toàn cần thiết để khuyến khích việc gia tăng loại phương tiện thân thiện với môi trường này, bảo vệ môi trường sống cộng giảm ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng điện hoặc sử dụng điện song song với sử dụng xăng dầu làm giảm lượng khí thải mà các phương tiện thải ra hàng ngày, cộng sử dụng năng lượng có thể tái tạo điện,
các viên pin dùng năng lượng tái tạo hay các viên pin được nạp điện từ năng lượng mặt trời đều có thể tái tạo, không làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên từ môi trường sống. Chú ý, dù không phát sinh các khí thải gây hại cho môi trường sống trong quá trình sử dụng xe, nhưng quá trình sạc điện và quá trình sản xuất viên pin tái tạo vẫn có khả năng phát thải ra môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ này so với khi sử dụng nhiên liệu xăng, dầu vẫn là thấp hơn. Bảo vệ sức khỏe đây là điều hiển nhiên. Khi lượng carbon thải ra giảm thì chất lượng không khí sẽ được cải thiện và kéo theo là sức khỏe của chúng ta sẽ ít có nguy cơ bị đe dọa hơn. Bên cạnh đó, xe điện vốn êm hơn rất nhiều so với xe thông thường, nên sẽ làm giảm ô nhiễm tiếng ồn có hại cho tai của người sử dụng, giảm sự phụ thuộc xăng. Dầu từ nước ngoài cho quốc gia. Một vài quốc gia do thiếu tài nguyên nên hầu như phải phụ thuộc vào nguồn cung xăng, dầu ở nước ngoài. Nếu xe điện được đưa vào sử dụng rộng rãi thì áp lực này sẽ giảm xuống vì năng lượng được dùng cho xe có thể tái tạo và lấy từ chính quốc gia đó. 5. Thời gian cung cấp năng lượng cho xe điện sạc EV. Mức sạc EV siêu nhanh đây là mức sạc cao nhất. Các trạm sạc trên cao tốc trục đường chính hoặc các trạm sạc dịch vụ sẽ thường có mức sạc này. Mức sạc siêu nhanh có công suất 50 kWh, thậm chí một số mẫu xe có thể sạc 80% trong 20 phút. Sao tính năng sạc nhanh chỉ hỗ trợ trên một số dòng xe nhất định. Mức sạc EV nhanh. Mức sạc EV nhanh có công suất dao động trong khoảng 7-22 kWh. Thời gian sạc cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào cường độ dòng điện xoay chiều hay một chiều. Mức sạc EV chậm đây là mức sạc khiêm tốn nhất khi sử dụng xe điện. Trung bình công suất của mức sạc chậm chỉ khoảng 2,3-6 kWh, mức sạc này phổ biến khi sạc xe điện tại nhà. Hoặc các trạm sạc được đặt ở các bãi đỗ xe 24 giờ để sạc trong thời gian dài.